Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Cây Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm ăn trái. Ở thời điểm này trái đang trong tình trạng vô nước nhanh và hiện tại là tất cả các trái đang trong tình trạng là hút dinh dưỡng mạnh để là lớn trái. Trong quá trình phát triển của trái sau cái thời điểm rụng sinh lý lần đầu tiên á, sau cái thời điểm rụng cuối, ở thời điểm đầu á, là trái bằng ngón chân cái. Sau đó thì cái trái của mình nó sẽ bắt đầu tiến hành là hút dinh dưỡng mạnh và bước vào thời điểm vô nước. Như đối với những cái trái này nè các bạn, bước vào thời điểm vô nước như vậy nè, thì đây là cái thời điểm mà cái trái cam sành của mình nó sẽ lớn nhanh và hút dinh dưỡng mạnh nhất. Thì ở trong thời điểm này chúng ta sẽ tiến hành là đi phân dinh dưỡng định kỳ. Các bạn có thể tiến hành là đi phân dưới gốc nè định kỳ, và đồng thời là có thể kết hợp là phun phân bón lá trên định kỳ, giúp cho cái trái của mình nó được phát triển nhanh, nó lớn nhanh, nó góp phần cho cái quá trình là lớn trái và cái trái của mình nó được đồng đều hết các bạn. Nè, như những trái này nè, các bạn sẽ thấy đây, tất cả các trái nè nó đang trong tình trạng lớn nhanh và những cái trái là nó rất là đồng đều. Đó, ở trong thời điểm này tùy theo cái tình trạng của cái lượng trái và cái sức cây thì chúng ta có thể đi dinh dưỡng định kỳ khoảng 7 ngày một lần hoặc 10 ngày hoặc là nửa tháng là 2 tuần một lần cũng được hết các bạn. Tức là tùy theo cái tình trạng lớn của trái thôi. Nếu như cái trái của mình nó lớn nhanh, nó lớn mạnh á, thì chúng ta đi dinh dưỡng là giãn ra. Còn nếu như cái lượng trái nhiều quá thì chúng ta là phải đi cho nó giật giật lại để cho đủ dinh dưỡng á, cho cái trái của mình nó lớn, nó không có bị là nhỏ trái. Đối với cây cam sành á, ví dụ năm đầu tiên á, thì đa phần cái trái của mình nó sẽ lớn đều trái từ phía trên xuống tới dưới. Nhưng mà những cái năm tiếp theo các bạn, đa phần là những cái trái ở trên đọt là nó sẽ lớn mạnh hơn ha. Nó lớn mạnh hơn những cái trái mà ở phía dưới chân của mình. Tại vì theo nguyên tắc vận chuyển dinh dưỡng á, thì cái dinh dưỡng nó sẽ được ưu tiên vận chuyển lên những cái vị trí trên cao. Đó, cho nên là những cái trái mà ở vị trí trên cao á, thì nó sẽ hút dinh dưỡng mạnh hơn. Thì từ đó là cái trái nó sẽ lớn nhanh hơn. Nó làm cho những cái trái phía dưới của mình á, nó bị lép. Cho nên là trong quá trình tiễn trái ở thời điểm đầu á, thì tùy theo cái tình hình, cái lịch cây mà chúng ta có thể là tiến hành là tiễn những cái trái ở phía dưới cho nó nhiều nhiều hết các bạn. Còn những phía trái trên nó đa phần lúc nào nó cũng đẹp trái với nó cũng lớn hết vậy nè. Nè các bạn để ý thấy ha. Những cái trái này nó trong tình trạng nó rất là lớn nè và nó ổn. Cái màu da thì nó tương đối là đẹp hết các bạn. Đó, những trái này nó có cái độ sần nhất định nè. Tức là cái nó đang trong tình trạng lớn nhanh. Những cái trái mà nó trong tình trạng lớn nhanh vậy thì nó sẽ có một cái độ sần sần trái các bạn. Như những cái trái này thì nó đạt level 1 rồi. À, còn những trái này thì nó đang lớn thôi. Đây như cái chùm này. Chùm này nó cũng đang lớn nè các bạn. Chùm này rất là nhiều ha. À, trong thời điểm này vẫn có thể là tiến hành là phun dưỡng định kỳ giúp cho cái cây của mình nó lớn trái các bạn. Tức là dinh dưỡng trong cái cây của mình á, trên cái cây mà nó riêng là cây cam sành thì những cái bộ phận nào nó có màu xanh thì nó có thể hấp thu được dinh dưỡng các bạn. Tức là khi các bạn phun dinh dưỡng vô cái da trái nè, nó vẫn hấp thu được bình thường nha. Tức là nó có màu xanh, nó có diệp lục thì nó có khả năng hấp thu. Còn cái nào mà nó không có màu xanh á, thì nó có nó khả năng hấp thu nó vẫn có nhưng mà nó hấp thu yếu. Đó, cho nên là ở thời điểm này hỗ trợ cho cái lực hút của rễ á, thì các bạn có thể là tiến hành là phun trên lá để giúp cho cái rễ của mình nó được hút mạnh hơn, tức là hỗ trợ cho quá trình hút của rễ. Đó, điển hình là thí dụ cái cây của mình đó, các bạn cứ cạo da nó ra đi thì các bạn quét khúc cỏ vô đây, cái nó hút vô nó vẫn chết. Tức là trong bộ phận của cây cái vị trí nào nó hút cũng được hết trơn á, nhưng mà cái khả năng của nó hút mạnh hay yếu là tùy theo cái vị trí thôi. Những cái nào màu xanh thì nó hút mạnh hơn, còn những cái nào nó nâu, nó quá gỗ, nó đen như như cái da cây này nè thì nó hút yếu hơn thôi. Đó, thì các bạn thử cạo ra quét khúc cỏ vô đây, coi nó rớt lá nó chết cây, tức là chứng tỏ cái quá trình hút của nó có. Cho nên là ở trong thời điểm nuôi trái này á, để tăng cái hiệu quả thì chúng ta sẽ tiến hành đi dinh dưỡng. Tuy nhiên mà đi dinh dưỡng trên lá nó cũng có nhiều lưu ý các bạn. Các bạn đi phải đúng, đừng có đi những cái dòng hóa học quá nhiều. Đi những cái dòng hóa học quá nhiều thì nó gây ra cái hiện tượng là nám trái hoặc là trái dễ rụng. Còn nếu như các bạn đi cái dòng hữu cơ nhiều mà nó không phù hợp á,
thì nó gây ra cái hiện tượng là đốm cháy, nó đốm đốm, hay là theo cách gọi chuyên môn của dân trồng cam sành đó, gọi là mã dại đó. Cái cam nó lên mã dại, nó đốm đốm hoằng hoằng á. Những trái cam đó mà sau khi tiến hành cắt trái sau một thời gian ngắn á, vận chuyển, thí dụ đây ra Hà Nội vận chuyển khoảng 3 ngày, vận chuyển ra tới ngoài là nó hư rồi, không có bán được gì hết trơn đó. Cái đó là do cách sử dụng dinh dưỡng nó không đúng ở thời kỳ mà cuối này như thế này các bạn. Và đồng thời ở thời kỳ cuối này nè, nếu như mà đi dinh dưỡng gốc nó không đúng nữa, thì nó cũng gây ra tình trạng là rụng trái rất là nhiều. Còn đối với những cái trái này nè các bạn, nó rụng này là tình trạng bình thường thôi ha, tức là nó rụng sinh lý ở thời kỳ này thôi, nó rụng để nó lớn trái. Trái đang trong tình trạng sum xê ha các bạn. Như những chùm trái này nè, nó đang trong tình trạng lớn nè. Đó. Những cái màu da trái này nó rất là đẹp đó các bạn. Còn ở thời điểm này vẫn tiến hành là phun bệnh định kỳ, nếu như cái cây của mình nó bị bệnh, cái trái nó bị bệnh, rẽ tháng thư, rỉ sét. Những cái trái này nó có cái màu da rất là sáng bóng các bạn. Khi mà trái nó có màu da sáng bóng như thế này, do áp dụng cái quy trình là dưỡng trái ngay từ đầu giúp cho cái da sáng. Trong cây cam sành thì có cái phương pháp giúp cho da sáng hoặc là da bụi các bạn, tùy theo kỹ thuật thôi, nhằm nhà vườn kỹ thuật cao á sẽ áp dụng được cái đó luôn á. Nhưng mà cái điều chỉnh đó là phải điều chỉnh ngay từ đầu các bạn, tức là điều chỉnh sau cái thời điểm mà nó dứt cụm sinh lý trái hơn ngón chân cái, thì lúc đó sẽ điều chỉnh cái màu da sáng hoặc là da bụi ở thời điểm đó. Còn ở thời điểm mà cuối như thế này nè, thì cái tỷ lệ điều chỉnh rất là khó, là chỉ có thể là nương theo cái màu da để điều chỉnh cho nó đẹp lên thôi, chứ không có thể thay đổi được nữa. Trong cái quá trình lớn của trái cam sành đó các bạn, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái bộ rễ của cây cam. Nếu như cái bộ rễ nó được ra liên tục, nó khỏe, thì cái cây cam của mình nó sẽ lớn trái rất là nhanh ha các bạn. Cho nên là trong các video đó thì mình có nói đề cập lên cái vấn đề là dưỡng rễ là rất là quan trọng. Nó là quan trọng nhất giúp cho cái trái của mình nó được lớn liên tục và cái cây nó được khỏe trong cái thời gian mà chúng ta tiến hành là nuôi trái này. Cho nên là trong thời điểm chăm sóc ở những giai đoạn đầu á, thì các bạn nên lưu ý là dưỡng rễ và dưỡng rễ, dưỡng đất, giúp cho cái cây của mình nó khỏe. Khi mà nó có cái nền rồi đó, thì ở thời điểm nuôi trái này nè, nó rất là phù hợp. Cho nên là trong những thời điểm đó thì khi lấy cây đọt á, các bạn đừng có quá quan tâm nhiều vào cái độ lớn lá, cái độ dày cọng. Nhằm một số dinh dưỡng á, thì sử dụng chiên thúc đọt này kia, nhưng mà lại kiểm tra lại cái phần rễ thì nó không có phù hợp. Tức là nó không có tỷ lệ ra đọt thì tốt, nhưng mà cái rễ, cái tỷ lệ kiểm lại thì nó ra không có im, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình nuôi trái. Tại vì các bạn thấy ha, cái lượng trái nó rất là nhiều. Ví dụ chúng ta quy ra cái số tấn đi, ví dụ một công đạt nha là 10 tấn, mà để cho 10 tấn cam nó khoảng 500-600 cây cam mà nó tạo ra 10 tấn cam đó, thì nó hút một lượng dinh dưỡng rất là nhiều trong đất. Mà để hút dinh dưỡng đó thì cái rễ nó phải hoạt động mạnh, hoạt động liên tục luôn, và đồng thời cái cây của mình nó hoạt động liên tục không ngừng nghỉ luôn, thì nó mới tạo ra. Và đồng thời là cái lượng phân bón, thì các bạn thấy ha, để tạo ra 10 tấn cam đó, cái lượng phân bón mình đưa vào nó cũng rất là nhiều đó. Cho nên là cái cây nó bị áp lực ở trong thời điểm mà nuôi trái, nhất là thời điểm vô nước đó, hút mạnh nhất đó. Nếu như thời điểm đó có gặp trục trặc vấn đề là cái cây nó sẽ xuống cây đó, nó hút ngược lại từ trong thân. Khi nó hút ngược lại từ trong thân là cái cây của mình nó sẽ chết luôn ha các bạn. Đây, tất cả các trái nó rất là đều trái các bạn. Như những cái chùm trái này các bạn thấy nè,
do nó sụ quá, cái tưới phân mà cái dạng tưới lan các bạn, cho nên là nhà vườn tưới nó bị dính thuốc cái dạng đậm đặc á, cái nó rớt lá. Tuy nhiên mình không có rớt trái nha, tức là thuốc của mình là cái dạng hữu cơ thôi, cho nên là nó bị rớt lá hết trơn đó, nhưng mà trái nó thì nó không có rớt. Ở thời điểm làm bông thì cái cây này nó ra bông tỷ lệ cũng rất là ổn. Tuy nhiên ở thời điểm này cái đọt chống nó cũng rất là nhiều, là do trong quá trình mang trái thì mình kích cho nhà vườn tiến hành là ra cây đọt liên tục. Như những cây đọt này nè, các bạn thấy nè, những cây đọt này là những cây đọt nó ra trong cái quá trình mà tiến hành làm bông. Những trái này nó đang trong tình trạng lớn nhanh hết các bạn. Tại vì các bạn thấy nè, cái độ sần da của nó, tất cả các trái nó đang sần da, cái da nó vẫn sần. Đó. Tức là cái lỗ the, cái túi tinh dầu của nó chưa có bị giãn, tức là trái nó vẫn còn lớn. Khi mà cái túi tinh dầu, cái da trái nó bóng, tức là cái đó là báo hiệu nó hết lớn. Hay là cách gọi thường thông dụng là gọi là trái nó lên da lương đó, nó bóng bóng như da con lươn, nó vàng á, là kiểu đó không có lớn các bạn. Còn nếu như cái trái của mình nó xanh á, nó vẫn còn sần á, thì cái trái vẫn còn lớn. Cho nên là các bạn có thể dựa vào cái biểu hiện bên ngoài như vậy đó để có thể đánh giá là có nên tiếp tục đi phân hay không ha. Còn nếu đối với số trường hợp á, trái nó đã chín rồi các bạn, mà các bạn tiến hành đi phân nó không có phù hợp á, là nó gây ra tình trạng rụng trái ha. Cho nên là xác định cái đó để tiến hành đi phân nó cũng rất là quan trọng. Đây, những trái này nó ra luôn là sần da nè các bạn. Trong quá trình nuôi trái thì cái lá nó vẫn xanh đen hết các bạn. Trong quá trình lấy cây đọt á, thì các bạn dưỡng cho cái lá, tức là trước khi bấm đọt thì cái lá nó càng xanh đen thì cái cây đọt nó ra càng mạnh. Trong quá trình nuôi trái này cũng vậy, các bạn dưỡng cho cái lá nó càng xanh đen thì cái khả năng quang hợp tẩm hợp dinh dưỡng của nó càng mạnh. Cái lá nó có vai trò rất là quan trọng trong mỗi thời điểm luôn các bạn. Thì ví dụ như ở thời điểm làm bông, nếu như cái lá của bạn nó không được ổn, không được xanh dày, hoặc là thiếu ánh sáng, thì cái quá trình lên mầm của cây nó sẽ không có được hiệu quả. Ví dụ điển hình là những cái hàng mà cặp bao ngạn, thì những cái hàng đó nó bị che sáng, che khuất bởi những cây tràm xung quanh, hoặc những cây trồng của những vườn xung quanh, những dạng cây lớn các bạn, thì cái quá trình lên mầm của nó rất là khó. Cái nguyên nhân là cái ánh sáng nó không có được tiếp xúc với cái lá nó, cho nên là chứng tỏ cái lá nó cũng có vai trò là nói chung là rất là mạnh. Cái ưu tiên nhất là bộ rễ, nhưng mà cái bộ lá là nó vẫn có thể ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình lớn trái của mình các bạn và phát triển của cái cây. Cái lá là cái cơ quan sản xuất những cái chất điều hòa sinh trưởng đưa xuống cái cây, làm cho cái cây của mình nó ra rễ, và từ đó thì cái rễ nó mới hoạt động được. Còn nếu như cái cây không có lá thì cũng như không các bạn. Các bạn thử lặt lá để coi cái cây nó sẽ như thế nào. Đó, cho nên là ý mình muốn nói ở đây là cái vấn đề của bộ lá nó rất là quan trọng, cho nên là các bạn có thể bổ sung phần bón lá để góp phần giúp cho cái trái của mình nó được lớn, đồng đều và nó có cái màu da đẹp. Tất cả các cây nè các bạn có sáng thấy ha, trong tình trạng rất là xanh đen. Thì đối với tình trạng cây này là có thể ví dụ đối với cái trái này khoảng một tháng nữa thu hoạch, thì cái tình trạng có thể kích cho nó ra thêm một lần đọt nữa được ha các bạn. Dạng nhú lai gai thôi chứ không phải là nhú gỗ. Tại vì cây nó đang ra nè, nương theo đi phân và bón lá cái nữa thì nó sẽ nhú thêm một mớ thôi. Đây, màu da rất là đẹp các bạn,
Đọt này đang ra. Còn trong thời điểm này cái vấn đề nuôi trái á, thì vấn đề nước tưới thì vẫn cung cấp đầy đủ hết các bạn. Mưa thì mưa, nếu không mưa thì nếu nắng lên nhiều á, thì vẫn tiến hành là tưới nước bình thường thôi, giữ ẩm thôi. Như đối với cái này thì nhà vườn vừa tiến hành là tưới nước giữ ẩm. Các bạn thấy ha, tưới giữ ẩm thôi nha. Tức là thấy cái clip ẩm là được, chứ đừng có tưới mỗi ngày. Nó gây ra tình trạng dư nước thì nó cũng gây ra cái rụng trái nữa. Trong giai đoạn bông nó cũng vậy đó. Nếu như các bạn làm cho cái tình trạng nó dư nước thì cái bông của mình nó dễ rụng. Còn trong giai đoạn trái này cũng vậy. Dư nước thì cái trái nó cũng dễ buông cuốn nữa. Và trong thời điểm này cái vấn đề mà rụng trái nó có liên quan tới rất là nhiều yếu tố các bạn. Thời tiết, nắng mưa thất thường, nước nhiều, rồi nó bị sốc nước mưa, rồi do dinh dưỡng chúng ta đi một phần, do nấm bệnh. Đồng thời do bản thân của cái cây nữa, tức là cái gốc ghép nó cũng quyết định tới cái tỷ lệ rớt trái nữa. Tuy nhiên mà chúng ta kiểm soát kỹ thì cái quá trình canh tác thì nó sẽ được ổn hết các bạn, nó không có trở ngại gì nhiều. Đặc biệt trên cây cam sành ha, các bạn thấy nè, cái nhánh này nó bị gãy nè, nó bị gãy ngay từ đầu luôn các bạn, nó cái vị trí gãy đó ha. Tuy nhiên mà nó vẫn còn dính da thôi nha, cái trái nó vẫn lớn bình thường nè, các bạn thấy nè, tất cả các trái ha còn lớn bình thường. Đối với cây cam sành nó gãy nhánh cỡ nào mà nó còn dính một miếng da thôi thì cái trái nó vẫn lớn, nó vẫn phát triển được. Những cái trái này đã lên tỷ lệ nè các bạn, nó bắt đầu nó lên da lưng lưng rồi nè, nó vàng 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 rồi đó nha, tỷ lệ bự luôn. Thì ở khúc cuối cái khúc mà gần thu hoạch á, cái trái của mình nó lớn nhanh lắm, nó lớn khác trông thấy luôn. Thì đối với cái này thì mình vẫn cho nhà vườn tiến hành là đi phân được nha các bạn, tiếp tục đi phân để giúp cho kéo thêm một cái phần trái nó lớn thêm nữa. Tại vì cái trái á, theo đánh giá thì cái trái của mình nó vẫn còn sần da, cái da nó sần, nó chưa có tình trạng là da lương gì hết trơn á, cái da nó luôn sần ở giai đoạn này nè, ví dụ như trái này nè, đó ha, các bạn thấy ha, nó sần 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 đó. Còn ở thời điểm này nếu như cái trái nó rụng như thế này á, để được an toàn á, thì chúng ta nên tiến hành là lụm vớt nó ha. Các bạn có thể quăng lên liếp hoặc là vớt ra mương, gom ra đầu liếp gì đó. Chứ đừng để cho nó trôi cái kiểu mà lên bền dưới mương này. Đôi khi những cái trái nó rụng do nấm bệnh đó các bạn, mà để cho nó trôi vậy nè thì cái nấm bệnh nó lây lan theo nguồn nước. Thì khi chúng ta tưới nước lên á, thì nó lây lên những cái trái khác, lây lên những cái cây khác. Thì nó ảnh hưởng tới tỷ lệ rớt trái của mình nữa, rụng trái nữa. Đa phần những cái trái mà ở vị trí trên cao các bạn thì nó sẽ lớn nhanh. Nhìn những trái này nè, nó ở vị trí phía trên cao, phía trên cùng, trên đọt thì nó sẽ hút dinh dưỡng mạnh, nó lớn. Những trái phía dưới thì nó bị ép hơn thôi, tuy nhiên mà nó vẫn lớn bình thường. Khi mà quan sát cái bộ lá của mình nó xanh, cái bộ rễ nó ổn thì cái quá trình lớn trái nó sẽ được duy trì thôi, thì nó diễn ra chậm. Hoặc là đối với cái cây năm 2, năm 3 thì cái quá trình lớn trái nó sẽ diễn ra chậm hơn so với cây năm đầu. Nhưng mà nó lớn đầm, thấy các bạn, lớn đầm nhưng mà lớn đều. Như các bạn thấy ha, lớn đều ha. Cái này trái nó không có chênh lệch gì cái tỷ lệ, ví dụ quá lớn hoặc quá nhỏ. Tất cả các trái nó đầm hết trơn. À,
Đối với vụ vườn này thì áp dụng cái biện pháp là trồng tràm hay các bạn, tức là che nắng, cho nên là cái tỷ lệ nấm trái là hầu như không có. Với lại trái ở năm này nó sụ nè, nó sụ đầu xuống hết trơn à. Khi nó sụ xuống vậy thì nó không bị nấm nắng. Để cho cái trái của mình nó được sáng da thì cái vấn đề phòng nhện nó rất là quan trọng các bạn. Như cái này là mình cho nhà vườn phun nhện ở thời điểm nuôi trái, quản lý cho nó hiệu quả một xíu. Cái vấn đề nhện đỏ đó, thông thường nếu chúng ta chăm sóc đúng và đi cái lượng hữu cơ nó ổn định thì cái cây của mình nó có thể tạo ra cái sức kháng được các bạn. Các bạn cứ để ý đi, những cái cây mà khoảng từ năm thứ ba, thứ tư, thứ năm á, những cái vườn mà người ta bỏ trống á, nó vẫn không có nhện đỏ tấn công, cái trái của mình nó vẫn đẹp. Dù không phun nhện đỏ nhưng mà trái nó vẫn sáng. Ví dụ như những cam vườn cam già đó các bạn. Cái đó gọi là khả năng kích kháng, tức là tạo cho cái cây nó có một cái lực kháng bệnh. Thì các bạn cứ sử dụng hữu cơ nhiều. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình chăm sóc nuôi trái cam sành ở thời điểm mà khi chúng ta tiến hành là chuẩn bị xuất bán. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.